đông thế nhờ. Ôi thời tiết kiểu gì đây? Ôi đông quá. Mùa hè này kiểu gì ấy? Đang kinh khủng đến chắc phải 50 độ. Ôi đông quá. Hôm nay trông mẹ lực trông khỏe thế nhở? Đừng có nói linh tinh nữa. Mang túi rác này đi đổ tao. Nhẹ lên. Ui, cái túi rác này bao nhiêu cân đấy mẹ? Nhẹ thôi, tấn một. Cái gì? Thời tiết này bắt đi đổ rác? Ui rồi, xin mẹ đấy, đang 50 độ kia kia. Đổ rác bây giờ để mà chết à? Rồi ơi, ta mày giết con đi con ơi. Nếu mày thích thì tao chiều. Mẹ điên! Bỏ ra! Hôm nay mày tàn bạo thế hả mẹ? Những thằng như mày không xứng đáng với con tao. Mẹ bình tĩnh, có gì từ từ nói chuyện. Không thể nghe được. Ngoài đường cứ như ngày tận thế, nắng chang chang, phải 50 độ. Bố, bố, hôm nay mày cứ khắc khắc đi. Khắc cái gì? Ông kia, về rồi đấy à? Tiền lương tháng này đâu? Đưa đây đây. À, tháng này tiền lương hơi chậm tí, bạn thông cảm. Ông xin được điều không? Tiền lương chưa đầy đủ rồi, tại sao chưa đâu rồi? Cường, anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em, anh xin lỗi. Tại dạo này trời nóng quá nên mấy hôm trước tôi uống bia, tôi có lỡ uống hơi quá tay. Thôi để tháng sau tôi tiêu lại. Đợi anh em tôi kiếm lại, tôi trả bà nhá. Ui dồi ôi, sao lại teleport vào vệ sinh mẹ bố? Sao teleport xa xa ra? Vừa nãy tao có làm mấy bãi bia, say quá, không đi ra được. Thế mày làm gì đây? Mày đợi tao tí nhá. Bố làm gì đây? Tao giải quyết tí công chuyện nhá. Đừng ra ngoài nhá, mẹ mày giết chết đi. Bố, thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bình thường bố đánh ngang với mẹ cơ mà, sao nay bố yếu thế? Càng ngủ này, mày không biết sức mạnh của mẹ mày tỷ lệ thuận với thời tiết. Trời càng nóng thì sức mạnh của mẹ mày càng tăng, tăng cách chóng mặt over 9000. Còn chưa kể hôm nay là kỳ kinh nhật của bà ý. Hai thứ kết hợp lại với nhau, mẹ mày đã trở thành một thực thể mà duy ngã độc tôn, không ai có thể đánh bại được. Ui, thật á? Thảo nào, cảm giác như mẹ đang sắp nổ tung ra ấy. Ui, bố đi. Tuy nhiên, có một vấn đề, sức mạnh của mẹ mày càng tăng thì mẹ mày càng trở nên hung bạo và mất đi lý trí. Ôi, sao nguy hiểm thế? Trước đây thì vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng mà dạo này nắng nóng kéo dài, bà ấy đã vượt giới hạn rồi. Tao sợ cứ thế này thì sức mạnh của mẹ mày sẽ bùng nổ và cả thành phố này sẽ thành chó tàn mất. Sao gia đình này lúc nào cũng tàn phá thành phố, tàn phá đất nước thì làm sao chịu nổi? Chúng ta phải cứu lấy hàng triệu người trong cái thành phố này thôi.
Làm sao đây bố? Muốn ngăn mẹ mày ra tăng sức mạnh, chúng ta phải đánh bại bác ta. Cái gì? Đánh bại mẹ trong cái trạng thái này á? Bố mơ. Đến Goku, Saitama đến đây kết hợp với nhau còn chưa chắc thắng được. Đòi bố con mình muốn đánh bại mẹ. Trời ơi. Đây chính là cuốn sách Giáo trưởng mà tổ tiên ta để lại. Cuốn sách này ghi lại những cách để khống chế các bà vợ trong những thời điểm căng thẳng nhất. Có cuốn sách này, tao và mày sẽ đánh bại mẹ mày. Ôi, xin thế. Sao bây giờ bố mới lấy ra? Ôi. Có tổ tiên phù hộ, bố con mình chắc chắn giành chiến thắng. Đi nào. Mày lớn hơn vừa nãy nữa. Ổn không bố ơi? Không có gì phải sợ. Có cuốn sách này ở đây, chúng ta sẽ xử lý được mẹ mày thôi. Hai bố con là mày, còn dám bắt mặt vào đây à? Hãy xem chiêu thức đầu tiên của ta đây. Què gì vậy? Cái gì đây? Cứ sai sai thế nào nhỉ? Hơi thở của sợ vợ. Thức thứ nhất, quỳ xin lỗi vợ. Cái này là sách sợ vợ mà. Cách đánh bại vợ gì? Vớ vẩn thật thế. Này, mẹ vẫn mạnh hơn kìa. Cuốn sách này ổn không bố? Chúng mày dân mạng với tao à? Đâm lao, phải theo lao thôi. Tổ tiên ta dạy, chắc chắn không bao giờ sai. Chúng ta cùng lên. Nhẹ nhàng bố. Tao không biết. Thôi, tổ tiên bảo thế, cứ làm thế đi nhá. Ủa, đau quá. Có tác dụng đâu đây? Chắc chắn là có tác dụng rồi. Nào, lên cho ta nào. Bố ơi, đọc xong cuốn sách này. Bố con mình có súng nổ ở đây. Yên tâm đi con trai. Lên nào. Thức thứ tư. Này, ly quỷ. Thức thứ năm. Này. Thức thứ sáu. Thức thứ bảy. Few moments later. Ôi, tiếp cuối cùng. Cuốn sách này có tác dụng gì? Cứ làm đi. Chúng ta phải tin vào tổ tiên của mình chứ. Tác giả đã qua đời khi viết cuốn sách này. Sao đấy? Tiếng gì đấy? Đây là sấm sét. Thôi đúng rồi, đây không phải là quỳ xin lỗi vợ, mà là quỳ cầu mưa. Mưa xuống, nhiệt độ ngoài trời đã giảm, bà vợ đã nguôi giận rồi. Chúng ta phải tiếp tục lặp lại những động tác vừa rồi. Ủa con nhà mày. Đi nào. Thấy sao hả bà vợ? Chúng mày ơi, chúng mày đừng có quỳ nữa. Quỳ đi. Thôi. Dừng lại đi.
cuối cùng. Tiến lên nào con trai. Chuyện gì mà xảy ra vậy? Thành công! Thành công rồi mọi người! Chết rồi! Cảm ơn tổ tiên! Cảm ơn tổ tiên! Chuyện lại cách này! Mẹ! Mẹ còn chứ? Bà! Mẹ có sao không? Sao ta lại ngồi đây? Bố con nhà mày làm gì này? À! Chắc là trời nắng nóng quá nên là mẹ mệt đấy! Mưa cái là mẹ lại khỏe lại rồi! Mưa! Đúng là mưa mát hẳn! Lấy mẹ có nước không nào? Ok, mẹ có đi lấy nước. Đi đi. Nước đây, nước đây, nước đây. Anh ngoan đấy. Mày! Bà mày đi rồi mày. Ôi trời ơi.